Cô gái xinh đẹp này vô tình bị lạc vào một hang tối, thì phát hiện có một con rồng khổng lồ đang tự sướng ở đây. Sợ bị phát hiện bí mật, nó liền đuổi theo để bắt cô gái. Đồ anh bắt được em, bắt được làm cho hí hí. Nhờ thân hình nhỏ nhắn mà cô gái đã kịp thời trốn vào một khe hẹp, sau đó theo lối mòn mà chui ra ngoài. Nhưng ai ngờ đây lại là rìa của một vách đá. Trong lúc tuyệt vọng, thì có một chàng trai xuất hiện muốn đưa cô vào trong. Nhưng thay vì đồng ý, cô gái lại kêu anh ta tránh xa mình ra. Rồi sợ hãi lùi về phía sau, nhưng không may bị trượt chân rơi xuống dưới. Để cứu cô gái bị rơi xuống vực thẳm, chàng trai vội vã liền biến thành một con rồng khổng lồ. Rồi sau đó dùng cơ thể của mình che chắn cho cô gái. Nhưng sau khi được cứu sống, cô gái lập tức đến gần muốn tiêu diệt chàng trai mang giống loài rồng này. Tại sao cô ta lại căm ghét loài rồng đến như vậy? Hãy cùng Điền Tây theo dõi lại vài ngày trước nhé. Tại nơi băng tuyết lạnh giá này, mỗi năm đều có một nghi thức cúng tế tàn nhẫn. Thầy tế dùng 4 cô gái đồng trinh để họ nằm lên chiếc thuyền nhỏ. Sau đó dùng lực đẩy họ ra giữa hồ, lúc này một âm thanh đáng sợ vang lên. Thế là một con rồng khổng lồ xuất hiện rồi bắt một cô gái bay đi. Thì ra trong tộc rồng có một truyền thuyết như thế này, chúng chỉ có con đực không có con cái. Vì vậy cách để duy trì nòi giống là phải bắt một cô gái loài người làm vợ. Trong khi người vợ đang mang thai, rồng đực sẽ đặt vợ mình lên một chiếc giường đá. Rồi sau đó liên tục thiêu đốt bằng ngọn lửa rồng, chỉ như vậy thì rồng con mới được sinh ra. Cách làm này đã duy trì được hàng nghìn năm nay. Vì con người yếu đuối nên không dám xuất phạm tộc rồng. Thế là cứ cách 30 năm, sẽ chủ động hy sinh các cô gái xinh đẹp để đổi lại sự bình yên ngắn ngủi. Cho đến hôm nay thì mọi chuyện sẽ thay đổi. Vì chàng dũng sĩ bị mất vợ trong một lần hiến tế trước, đã đơn thân một mình tìm đến hang ổ của loài rồng, sau đó trực tiếp hạ gục nó bằng một gọn giáo. Từ đó vùng đất băng giá này đã khôi phục lại sự bình yên vốn có. Mà cảnh này đã trực tiếp bị cậu bé chứng kiến, cậu chín là hậu duệ của tộc rồng. Nhưng lúc này vẫn chưa tiến hóa được rồng, nên chỉ có thể trơ mắt nhìn cha bị đâm chết. Oán khí ngút trời, cùng với khao khát báo thù đã thôi thúc. Dragon đi đến vách núi, sau đó nhúng người nhảy vọt xuống. Cuối cùng thì cậu bé đã tiến hóa thành công. Nhưng Dragon lớn lên lại có bản chất lương thiện, để ngăn chặn phương thức duy trì giống nòi tàn nhẫn của tộc rồng. Mà bất cứ khi nào anh ta sắp biến hóa thành rồng, thì đều phải tự nhốt mình trong khe hẹp để tự sướng. Cứ như thế nhiều năm trôi qua, con người đã dần quên đi sự tồn tại của loài rồng. Hôm nay nhà vua muốn gả cô công chúa xinh đẹp Lisa cho hậu duệ của một thợ săn rồng. Vào lúc tổ chức đám cưới long trọng, các thợ săn rồng đã cùng nhau hát vang khúc hát gọi rồng. Muốn dùng cách này để tưởng nhớ các chiến binh dũng cảm. Trong lúc chú rể đang kéo cô dâu về phía mình, thì đột nhiên bầu trời nổi gió lớn. Nhìn lên thì thấy con rồng trong truyền thuyết đã xuất hiện trở lại. Chỉ thấy nó bay đến dùng móng vuốt kẹp chặt chiếc thuyền rồi bay lên cao, dưới sự chứng kiến của quốc vương. Thấy thế tay thợ săn liền giữ dây neo lại, khiến chiếc thuyền cùng Lisa trực tiếp rơi xuống. Nhưng hên là con rồng đã kịp thời ôm được, rồi tiếp tục bay đi. Công chúa Lisa bị rồng ném vào trong hang, với cơ thể bị thương nặng. Lisa sợ hãi nằm trên mặt đất và không dám phát ra tiếng động. Đúng lúc này, có một giọng nói của người đàn ông vang lên. Muốn đưa thảo dược để trị thương cho cô. Thông qua khe hở của bức tường đá, Lisa nhìn thấy khuôn mặt một anh chàng đẹp trai. Trong lúc Lisa đang thoa vết thương, chàng trai chỉ biết e thẹn nhìn lén cô. Sau đó Lisa hỏi anh ta có thể giúp mình trốn khỏi đây không? Nhưng lại bị anh ta từ chối. Thế là Lisa bực mình lên, chặn khe hở lại, sau đó cắt mái tóc dài yêu quý của mình đi, nối chúng lại với nhau. Nhưng cô không có cách nào để treo nó lên trên, đành phải dùng mỹ nhân kế để dụ chàng trai bên ngoài. Nhưng khi anh ta chạm vào tay Lisa, thì một âm thanh kỳ lạ vang lên. Đột nhiên con rồng khổng lồ xuất hiện từ phía trên, nhưng hang đá quá hẹp khiến nó không thể chui vào trong. Trải qua đợt khủng hoảng vừa rồi, Lisa đã quyết tâm trốn khỏi đây. Nhưng cô đã thử trèo lên nhiều lần, nhưng đều thất bại. Gọi tên chàng trai thì không thấy phản hồi. Lisa bất lực dùng đá đập liên tục vào khe hở, cuối cùng cũng phá được một lối ra. Nhưng vừa trốn ra ngoài, thì đụng phải con rồng kia một lần nữa. Lisa sợ hãi liều mạng bỏ chạy, còn con rồng thì đuổi sát nút sau lưng tấn công. Rất nhanh Lisa đã bị đẩy đến rìa của một vách đá, nhưng chàng trai lúc nãy từ trong lỗ chui ra. Đến lúc này Lisa mới nhận ra, hóa ra anh ta chính là con rồng đó. Lisa sợ hãi liên tục lùi về sau, cuối cùng trượt chân rơi xuống dưới. Để bảo vệ cô khi rơi khỏi vách đá, chàng trai vội vã biến thành một con rồng khổng lồ. Ngay trước khi Lisa rơi xuống đất, nó đã dùng thân mình che chở cho cô. Thế là Lisa đã được cứu, nhưng Dragon đã bị thương nặng đang hôn mê. Cô nhân cơ hội này định giết con rồng, nhưng ơn cứu mạng khiến cô không có cách nào xuống tay. Sau một hồi suy nghĩ, Lisa đã từ bỏ ý định này. Một con thú đột nhiên xuất hiện, thì ra nó muốn cô cứu anh đẹp trai này đi. Gặm chiếc áo khoác đến, rồi phụ Lisa kéo Dragon lên. Sau một hồi khó nhọc thì Lisa đã thành công đưa được anh ta đến hang. Lúc Lisa đang nghỉ ngơi, thì Dragon lúc này đột nhiên sắp biến thành rồng, nhưng sau đó lại ngất đi giữa chừng. Nhìn thấy vết thương trên người Dragon, Lisa liền cẩn thận bôi thảo dược cho anh ta, rồi ôm anh vào lòng, hát bài Ngôi Sao Cô Đơn của Jack 5 triệu để đưa anh ta vào giấc ngủ say.
Đến tối Lisa bị gió biển thổi lạnh đến phát run, để giữ ấm cô chỉ có thể dựa sát vào chàng trai. Khi cô thức dậy thấy mình được đắp chăn bông, bên cạnh còn có hoa quả tươi ngon. Dragon đang bắt cá ở bờ biển, thấy Lisa đi đến thì liền đóng vai lạnh lùng boy. Hên là đẹp trai mà lạnh lùng nên chị tha thứ, chứ xấu mà còn lạnh lùng thì chị mày tốc biến. Lisa lúc này rất tò mò tại sao loài rồng này có thể biến hóa thất thường như vậy. Sau đó cầu xin Dragon có thể đưa mình về nhà không? Hóa ra nơi đây là nơi chôn cất của tộc rồng, nó được tạo ra từ lớp xương của các bậc cha ông qua nhiều thế hệ. Làm vậy là để bảo vệ con cháu của tộc rồng. Rồi anh nói với Lisa rằng, mình là hậu duệ đời cuối của con người và tộc rồng. Có một linh hồn rồng trú ngụ trong cơ thể anh, chỉ cần cơ thể bị kích thích là con rồng sẽ bị bắn ra ngoài ngay lập tức. Mà bản thân anh không muốn làm hại con người, nên những năm qua anh luôn đấu tranh với con rồng bên trong cơ thể. Tuy nhiên vào ngày Lisa đi lấy chồng, đám thợ săn lại hát vang bài ca triệu hồi rồng, khiến anh ta mất kiểm soát, chỉ còn lại tí lý trí mà vứt cô vào hang động. Nếu cô nhất quyết muốn rời khỏi đây, thì phải đợi người cứu hộ đến, thì đến lúc đó sẽ không có trở ngại gì. Sau khi Lisa biết được toàn bộ sự thật, thì bắt đầu nỗi sợ hãi trong lòng. Rồi nhìn Dragon với ánh mắt khác, anh ta không những cứu cô lại còn rất biết cách chăm sóc. Đúng là đã đẹp trai rồi còn tử tế nữa. Đúng gu của chị em trên top đây rồi. Vì thế Lisa quyết định giúp Dragon có một cuộc sống như người bình thường. Họ bắt đầu phân loại các đồ vật trôi giặt vào bờ biển, rồi dọn dẹp nơi đây trông giống như nơi ở của con người. Trong lúc sắp xếp đồ đạc, ánh nắng chiếu xuyên qua vẻ đẹp của Lisa, khiến Dragon nhìn mà muốn bắn con rồng ra. Sau đó cả hai ra biển vũng tàu tắm, họ vui vẻ chơi đùa trên bãi biển chẳng khác nào các cặp đôi mới cưới. Quả thật khi chìm vào tình yêu, dù có uống nước biển vào thì cũng cảm thấy ngọt như muối vậy. Sau đó Dragon dùng khả năng điều khiển luồng khí tạo bất ngờ cho Lisa. Trong quá trình chung sống với nhau, mối quan hệ của hai người cũng đang dần được hâm nóng. Nhưng dù vậy Lisa luôn phải đối mặt với cơn ác mộng hóa rồng của bạn trai mình. Nên mỗi lần vậy anh đều thổi vào đá, để Lisa nghe được lời thì thầm của đá mà ngủ ngon hơn. Nhưng thời gian tốt đẹp thường hay ngắn ngủi. Hôm nay Dragon ngắn một bó hoa tươi đẹp, vào lúc anh muốn tặng hoa cho Lisa. Hai đốm lửa nhỏ rơi ra, anh ta cảm thấy cơ thể mình sắp biến thành rồng rồi. Những bông hoa trên tay trực tiếp bị đốt thành tro tàn. Dragon cố gắng kiềm chế con rồng trong cơ thể mình, anh loạng choạng đi đến vách đá. Rồi vui vẻ thả diều cùng Lisa, đột nhiên cơ thể anh nóng lên. Sau đó chạy trốn vào trong một hang đá để kiềm hãm linh hồn rồng bên trong, tránh không làm bạn gái mình bị tổn thương. Sau khi Dragon tiến hóa xong thì phát hiện Lisa đã giấu mình, để chuẩn bị một con thuyền nhỏ để bỏ trốn. Mặc dù anh ta đã cố gắng, nhưng không thể giữ chân người mình yêu. Đành thốt ra những lời tuyệt tình nhất đối với cô gái của mình. Lisa tuyệt vọng ngồi lên một con thuyền nhỏ, sau đó dương buồng rời đi. Cậu bé này là hậu duệ của tộc rồng, lên 5 tuổi cậu đã chứng kiến cha mình bị sát hại. Cậu mang theo oán khí ngút trời, nhảy ra khỏi vách đá trực tiếp biến thành rồng. Bây giờ anh đang yêu một cô gái loài người, khi người mình yêu bỏ đi, Dragon đã mất đi hoàn toàn ý nghĩa cuộc sống. Sau đó anh đến một vách đá, trực tiếp kết thúc cuộc đời mình. Để ngăn bản thân không bị biến thành rồng, Dragon đã thổi khúc hát ru mà Lisa đã dạy cho anh. Mà phía bên này Lisa được đội cứu hộ cứu khi đang trôi giặt trên biển. Quay trở lại mái ấm của mình và tiếp tục tổ chức đám cưới còn đang dang dở. Trong tiếng chúc phúc từ đám đông cùng tiếng trống, Lisa một lần nữa khoác lên mình bộ váy cưới, một lần nữa nằm trên thuyền. Tay thợ săn đang kéo chiếc thuyền tới. Nhưng lúc này đây Lisa cảm thấy không có một chút hạnh phúc nào. Mà thay vào đó trong tâm trí cô, toàn là hình bóng khi ở hòn đảo cùng với Dragon. Rồi nhớ lại lời cha mình dạy, hãy nghe lời con tim mình mách bảo, phải bên người mà mình yêu thương. Lisa đến cuối cùng cũng không thể tự lừa dối mình, biết rằng bản thân đã yêu chàng trai rồng ấy mất rồi. Cô ta đứng dậy khỏi thuyền, lấy tay bỏ dây neo ra. Dưới con mắt ngạc nhiên của đám đông, Lisa hát vang bài ca gọi rồng. Nhưng đến khi hát xong cả bài, vẫn không thấy Dragon xuất hiện. Trong lúc Lisa cảm thấy tuyệt vọng, những bông tuyết rơi bay theo hướng ngược lại. Ngay sau đó, con rồng khổng lồ gào lên bay tới. Lisa liền đưa hai chân lên cổ để nó đưa mình đi. Tay thợ săn thấy vậy liền cay cú cầm giáo lên, tính phóng vào Dragon thì bị fan của Điền Tây đấm cho phát. Sau đó con rồng vứt Lisa xuống giường đá, rồi tính dùng ngọn lửa rồng để thiêu đốt cô. Thì Lisa gửi tặng nó một nụ hôn vị Shizu của mình. Dragon cuối cùng cũng bị tình yêu đích thực cảm hóa. Cùng với những lời nói dịu dàng của Lisa, thì tôi phát hiện ra con rồng cũng là một sim lỏ chính hiệu. Sau đó họ đã xúc than với nhau liên tục, thế là một cậu bé rồng đã ra đời. Còn phương pháp suy trì nòi giống tàn nhẫn đã đi vào dĩ vãng. Con thú nhỏ trở thành bảo mẫu cho em bé, thế là cả nhà hạnh phúc sống bên nhau. Bộ phim đến đây là hết rồi. Mình là Điền Tây Tiểu Ca, nếu thấy hay nhớ bấm 2 lần đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong bộ phim mà mình tấu hài tiếp theo.